Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người đó chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Ford Transit 2012. Đây là một phụ tùng trong hệ thống điều hòa. Em đang chỉ tay vào, đấy là hai ống dẫn ra của dàn sưởi. Đây là các cái lan tản nhiệt của dàn sưởi. Hai đầu này là hai đầu để người ta úp và giữ chặt cái lan để tạo ra cái khối hình như thế này. Đây là dàn sưởi này thì nó có tác dụng là giúp sưởi ấm trong xe với những xe có điều hòa hai chiều. Làm sưởi ấm trong xe giúp trong xe không bị mùi ẩm mốc, nhất là trong mùa mùa lùm và mùa đông. Đây là tổng quan của cái đây tổng quan của sản phẩm. Đây, anh em có thể nhìn được không ạ? Sản phẩm đây là hàng liên doanh cao cấp. Các cái lan tản nhiệt của nó rất là đều, các cái lưới nhôm cũng thế. Đây, cái với cái dàn này thì nó sẽ có kích thước như sau: 27,5 này và 15,5, tức là phủ cả cái xốp này ạ. Và chiều dày của nó thì là 4,5 như em đã nói rồi. Thì về chiều dày là anh em bắt buộc là phải đo ra cái phía đáy này thì nó sẽ chuẩn hơn, khi mình đưa vào thì nó sẽ chuẩn. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào ạ.